Rồi, xin kính chào quý vị và anh chị nha. Hôm nay quý vị và anh chị sẽ cùng em đi về ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha quý vị anh chị. Và ở đây đang có cái diện tích là 2.300 m² đất vườn bưởi và dừa sim lùng đang cho trái, đang thu hoạch và rao bán nha quý vị anh chị. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chỗ là ngã ba Trung Lương nha quý vị. Thì lấy cái điểm mốc này cho chúng ta nó dễ hình dung và dễ tìm được hơn. Thì từ cái ngã ba Trung Lương này, từ vòng xoay này chúng ta đi hướng ngược về Sài Gòn một đoạn, thì chúng ta sẽ đến một cái đèn đỏ và chúng ta rẽ phải vào quốc lộ 50. Chúng ta cứ vào quốc lộ 50 và di chuyển theo hướng về chợ gạo nha quý vị. Chúng ta di chuyển qua khỏi cái quảng trường luôn. Đây, chúng ta vừa qua khỏi quảng trường. Qua khỏi quảng trường một đoạn là chúng ta sẽ bỏ một cái đèn đỏ vào tới một cái ngã tư tiếp theo. Chúng ta sẽ rẽ trái nha quý vị anh chị. Chúng ta rẽ trái. Chúng ta rẽ trái và vào tiếp tục một đoạn này cũng ngắn thôi. Một đoạn ngắn thôi thì chúng ta sẽ đến cái vườn bưởi và đang rao bán nha quý vị anh chị. Thì cái vườn bưởi này á, nó có cái diện tích mặt tiền là 5 m nha quý vị. Và đây là sổ. Sổ sách thì cũng khá rõ ràng nha quý vị anh chị. Đây là cái sơ đồ của thửa đất nha quý vị. Thì hiện trạng đất là vẫn còn là đất cây lúa nước. Và đây là cái khung màu đỏ là cái phần đất người ta sẽ cắt ra bán nha quý vị. Thì có được 5 m mặt tiền đường huyện lộ nha quý vị. 5 m mặt tiền đường xe hơi, đường nhựa. Và đi vào trong đó là cái mảnh vườn đó là khoảng 2 công mấy quý vị, 2 công 1. Thì tổng diện tích cho chủ rao bán là 2 công 3 nha quý vị anh chị. Và đây chúng ta sẽ cùng đi vào tham khảo chi tiết cái miếng vườn nha quý vị. Thì hiện tại trong vườn này á, gia chủ trồng bưởi da xanh nha quý vị. Bưởi da xanh trái rất là nhiều luôn, trái quá trời trái luôn. Và vườn bưởi da xanh này nay được 7 năm tuổi nha quý vị. 7 năm tuổi thì đang trong giai đoạn cho trái và trái rất là nhiều. Và đây em đang đứng ở một góc vườn nha quý vị. Và đây là những trái bưởi da xanh. Thì gia chủ báo là có khoảng 100 gốc bưởi da xanh nha quý vị. Thì đã 7 năm tuổi rồi, đang trong giai đoạn nhỏ trái. Thì cái vườn này em nói với quý vị á, là nó rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Vào vườn là chúng ta sẽ không muốn về luôn. Trái bưởi trái quá trời trái luôn. Và dừa. Và dừa sim lùng thì được có 4 năm tuổi nha quý vị. Thì đang cho trái cũng trái rất là nhiều. Dừa thì mới bắt đầu cho trái thôi. Trong được một dừa cho trái được 1 năm rồi. Chúng ta sẽ cùng đi vào và chi tiết cái miếng vườn nha. Thì quý vị anh chị nào xem mình tham khảo cho vui cũng được. Thì cái vườn này quá đẹp mà. Trái bưởi nè, bưởi qua trời trái luôn. Bưởi da xanh thì cái giá trị bưởi da xanh rất là cao nha quý vị. Thì gia chủ báo là thu vườn này một tháng là tầm khoảng hơn 10 triệu. Dừa với bưởi da xanh là hơn 10 triệu nha quý vị, là thu nhập hàng tháng. Thì cái vùng đất Tân Mỹ Chánh này nó thích hợp cho bưởi nè, bưởi cam chanh nha quý vị. Thì mỗi một cái vùng đất nó sẽ có thích hợp một đặc thù khác nhau, là bưởi cam chanh và dừa. Thì đặc biệt cái khu Tân Mỹ Chánh ở xã Tân Mỹ Chánh này, thành phố Mỹ Tho này, thì nó thích hợp là bưởi da xanh, bưởi, nói chung là bưởi cam chanh tắc và dừa. Thì nếu mà đi xuống dưới kia lọt xuống chợ gạo tí xíu á, thì nó sẽ thích hợp cho thanh long. Thì mỗi một vùng đất nó thích hợp một loại cây khác nhau, nên là nó có cái giá khác nhau nha quý vị. Quý vị cũng không nên là so sánh, ví dụ lấy đất ở Cà Lậy Tiền Giang hoặc là lấy đất của Tiền Giang mà đi so sánh với đất của ở ngoài Bình Phước thì nó cũng hơi khó. Thì mỗi một vùng nó thích hợp một loại cây khác nhau nha quý vị. Thì ở vùng miền ngoài thì người ta trồng những cái cây giống như hồ tiêu, cao su, cà phê. Thì miền Tây này thì những cái cây đó không trồng được nha quý vị. Thì những cái miền ngoài thì trồng được, vẫn được trái cây, nhưng mà cái chất lượng nó lại không bằng ở đây. Thì quý vị nên cân nhắc thật kỹ khi so sánh nha quý vị. Nhiều khi quý vị so sánh mình lẫn với là đọc mà cười té ghế luôn nha quý vị. Thì ví dụ như ở vùng Cái Lậy thì có sầu riêng Ngũ Hiệp nha quý vị. Thì ở Vĩnh Kim thì vú sữa đó. Thì cái bè thì có quýt cái bè. Đây, ví dụ vậy nha quý vị. Hoặc là quýt hồng Lai Dung đó. Mỗi một vùng nó đã có đặc thù một loại cây khác nhau quý vị. Bến Tre thì có dừa,
đó thì mỗi một vùng đất nó đặc thù nó khác nhau, nên cái giá nó, giá trị của đất nó khác nhau quý vị. Thì mong quý vị trước khi so sánh cần phải cân nhắc nha quý vị. Thì đó là em nói những cái vùng đất mà chúng ta làm vườn được, còn những cái vùng đất mà làm ruộng á thì chúng ta không phải bàn tới nha quý vị. Làm ruộng thì cũng chỗ giá cao giá thấp, chỗ đất phèn, đất không phèn, đất lên vườn được, thì đất không lên vườn được. Thôi chúng ta sẽ cùng đi vào cái vườn bưởi này nha. Thì hiện tại này gia chủ đang trồng là khoảng 100 gốc bưởi da xanh được 7 năm tuổi, trái rất là nhiều, và dừa là khoảng 50 gốc dừa giống sim lùng, như là giống sim lùng Malai. Thì dừa đang trong giai đoạn là bắt đầu cho trái, và những cái dừa này đảm bảo với quý vị là sang năm trái sẽ cực kỳ nhiều, cực kỳ dày đặc luôn. Đây dừa 4 năm tuổi là nó mới bắt đầu cho trái thôi, còn qua năm năm thứ năm này là trái sẽ rất là nhiều. Là chúng ta cùng tham khảo vườn bưởi là trái quá trời trái luôn. Đi vào đây là không muốn về luôn nha quý vị. Vào đây là không muốn về luôn, nhìn không đã đá rồi, khỏi cần ăn. Nhìn không đã phê rồi nha quý vị. Thì gia chủ rao bán cái miếng vườn này á, là được 5 m chiều ngang mặt tiền quốc lộ, nhưng mặt tiền huyện lộ nha quý vị. Mặt tiền huyện lộ 5 m chiều ngang. Và chúng ta đi vào chiều sâu rồi khoảng 30 m. 30 m sẽ tới ở trong. Quý vị kia cùng em tham khảo vườn bưởi này nhé. Thì quý vị anh chị nào ví dụ mình không mua, hoặc là chúng ta xem cho vui cũng được, chúng ta xem mà tham khảo vườn trái cây của miền Tây thôi. Ở đây là vùng xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Thì ở đây thì lên đi về Sài Gòn thì cũng khá là gần. Đây chúng ta thấy những cái dừa trái cũng khủng khiếp luôn. Thì bưởi này thì người ta sẽ thu hoạch quanh năm nha quý vị anh chị. Bưởi thì nó người ta thu hoạch quanh năm luôn. Và dừa cũng vậy, thì mỗi tháng thì thu nhập hơn chục triệu. Tổng diện tích gia chủ đâu bán là 2.300 m² và có 5 m mặt tiền nhựa nha quý vị. Thì 5 m đó thì gia chủ để riêng cho cái miếng vườn đằng sau để chúng ta cất nhà ở và chăm vườn. Đây là những cái cổ dừa đầu tiên nha quý vị. Những cái cổ dừa đầu tiên của những cái dừa này thì sang một năm nữa thì trái sẽ ok, trái sẽ rất là nhiều. Và quý vị đang nóng lòng và thắc mắc giá bán của cái thửa đất này nha, phải không quý vị? Thì gia chủ rao bán 2.300 m² đất có 5 m mặt tiền nhựa đường huyện lộ. Thì giá gia chủ rao bán là 4.6 tỷ nha quý vị. 4.6 tỷ. Thì quý vị nào mà ưng ý thấy thích thì vui lòng gọi trên số điện thoại trên màn hình giúp em nhé. Thì để được em hướng dẫn đi xem đất và gặp trực tiếp chính chủ để chúng ta thương lượng nha quý vị anh chị. Thì cái giá 4.6 tỷ cho 2.300 m² đất thì quý vị anh chị là một số sẽ bình luận vào bên dưới là nói trời cao quá hay mua. Nói chung là mỗi một vùng đất có cái giá khác nhau như vậy, và mỗi một cái mảnh vườn nó có giá khác nhau. Những vườn này thì nó có huê lợi rồi, đang cho trái, bưởi đang cho trái và dừa đang cho trái, đang có huê lợi thì cái giá trị nó sẽ khác. Với lại là cộng thêm 5 m mặt tiền đồ nhựa nữa thì 5 m chiều sâu vô khoảng hơn 30 m đấy. Thì năm hơn 30 m thì cái nền đường huyện lộ đó thì chúng ta là biết giá là bao nhiêu rồi. Đây dừa trái quá rồi. Những cái vườn mà người ta chăm sóc đến cả này thì người ta rao bán thì giá nói chung là không hề rẻ đâu nha quý vị. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Thì đất rẻ thì chúng ta sẽ tìm ở những cái vị trí ở khác, thì chúng ta phải bỏ công ra đầu tư từ đầu. Còn ở đây thì vào là chúng ta đã có sẵn rồi, vào là có thu ngay, thì cái giá nó lại khác nha quý vị. Thì giá gia chủ rao bán là 4.6 tỷ, 4.6 tỷ. Thì chúng ta có về chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha quý vị. Thì cái mảnh vườn này á, nếu mà anh chị nào mà muốn nghỉ dưỡng á, anh chị cô chú nào mà muốn nghỉ dưỡng thì ở đây là quá ok luôn, quá ngon lành. Tại vì cái khu này á rất là yên tĩnh, mát mẻ, và cái diện tích đất không quá lớn là vừa đủ. Là cái nữa là vườn á đang trong giai đoạn là có huê lợi, đang cho trái, chúng ta vào chúng ta cứ chăm sóc và chúng ta thu thôi. Là có luôn 5 m đất mặt tiền, 5 m đất mặt tiền là nhựa, chúng ta xây cất ở thoải mái nha quý vị. Thì vấn đề vườn này chúng ta muốn lên thổ cư thì cũng rất là đơn giản nha quý vị, tại vì nó tiếp giáp với đường huyện lộ,
nên là chúng ta lên thổ cư rất là đơn giản thôi. Rồi quý vị anh chị nào mà thấy ưng ý thì gọi ngay số điện thoại trên màn hình nhé, thì em sẽ hướng dẫn cụ thể. Và nếu mà anh chị nào muốn xuống xem á thì em sẽ chuyển số điện thoại của chủ vườn cho quý vị anh chị, rồi để quý vị anh chị gặp trực tiếp thương lượng nhé. Rồi chúng ta thấy bưởi nè, quá trời trái luôn, giống bưởi da xanh nha quý vị, giống bưởi da xanh. Bưởi da xanh thì cái giá thị trường này cũng khá là cao ấy, ngày đặt Tết này chắc là giá này cũng một trái chắc cũng phải là mấy trăm nghìn. Bây giờ đặt Tết thì giá trị bưởi nó rất là cao nha quý vị, đặc biệt bưởi da xanh. Thì quý vị anh chị nào mà thấy thích thấy ưng thì vui lòng gọi số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Nếu mà quý vị quan tâm á, thì vui lòng bấm đăng ký kênh của em ở bên dưới nha, để sau này có những mảnh vườn hay căn nhà nào đó em quay video em đăng lên thì quý vị anh chị thấy thích á, thì gọi lên số điện thoại trên màn hình thì quý vị sẽ chắc chắn sẽ được đi xem đất và xem sổ đất và thương lượng trực tiếp chính chủ. Rồi đến đây thì em xin kính chúc quý vị anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, và chúc quý vị luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nha. Rồi xin chào tạm biệt quý vị và anh chị nha.